Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, tỉnh Hậu Giang là một trong 13 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Và Hậu Giang có 8 đơn vị trực thuộc, trong đó có huyện Long Mỹ, một trong 8 đơn vị hành chính cấp huyện thị thành phố của tỉnh, vị trí nằm phía tây nam của tỉnh, chịu ảnh hưởng triều biển Tây thông qua hệ thống sông Cái Lớn. Huyện Long Mỹ nằm trọn giữa vùng Tây sông Hậu, địa hình thấp, bằng phẳng, có hệ thống kênh rạch chằng chịt. Vị trí địa lý của huyện: phía bắc giáp thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, phía nam giáp huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, phía tây giáp huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, phía đông giáp thị xã Long Mỹ. Địa hình của huyện Long Mỹ chủ yếu là đất phù sa của sông Cái Lớn, nơi đây có hệ thống đầm, rạch, cùng với đất đai trù phú về lúa, cây ăn trái và thủy sản. Huyện có nhiều kênh rạch nhỏ, đầm nuôi tôm cá, diện tích rừng ngập mặn lớn. Kinh tế: nền kinh tế của huyện này chủ yếu dựa vào công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp và thủy sản. Huyện Long Mỹ có 8 đơn vị hành chính cấp phường, xã, gồm 1 thị trấn và 7 xã. Thị trấn Vĩnh Viễn huyện Lỵ, xã Lương Nghĩa, xã Lương Tâm, xã Thuận Hòa, xã Thuận Hưng, xã Vĩnh Thuận Đông, xã Vĩnh Viễn A, xã Xà Phiên. Nhưng chuyến đi công tác vừa qua, tôi có dịp dừng chân tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Người dân ở đây rất hòa đồng, hiền hòa và mến khách, đặc biệt là rất thích đàn ca tài tử, một nét văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ. Sau đây là video mà tôi ghi nhận được trong chuyến đi công tác này. Xin mời mọi người cùng xem. Có nghĩa là không có gì. Không gì, cô lấy cầm khác. Cho nên là mới diễn trong mới lấy cảm hứng đó, chiếc cơ bản đó là ca cổ đó là tình anh không chiếc. Công tôi cực lắm, mưa nắng dãi dầu, chiều này tôi chẳng bán đâu mà tìm em không gặp. Họ mà tìm em không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Alo. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã bay, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Cổng giường nhà cô đã khóa kinh tử năm nào. Tôi giặt đôi chiếu bông từ dưới rẽ lên tóm rầy, chiếc áo nhộn bùng lắm tấm giọt mồ hôi. Nhà cô sao trước dân tanh trong vô lạnh chiều đông, một ai dạo lên tiếng huyết cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Cô đặt tôi chiêu bông bệ dài hai thước, có lẽ để đêm tô ở chốn loan phòng. Vô quá. Rồi đêm nay cô đã quên tôi để cất bước theo chồng. Cô ơi đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi lửa từng cống lát sợi gai. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô rời bỏ nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng giường xưa với nỗi buồn man mác, còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai. Thank you.
tôi mới biết bích theo chồng đã được mấy trăm qua. Mình dâm dâu say hẹn với người ta, họ đành đón bỏ nhà đi xứ khác. Tôi giác đôi chiếu bông mà khỏi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng gian ở đường. Gió đông dục dù thổi mạnh, lạnh đất trời, lạnh đến cả tâm can. Ngồi ta đã có đôi rồi, chiêu trăng đâu ấm bằng người tình chung. Để mình giác cặp chiêu bông, chờ đợi chi nữa uống cơm đợi. Khuya đêm nay ngồi chờ nước lớn, mà nỗi buồn đau cứ cánh cánh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo khô mà cùng, còn buồn hơn chi nghề ban chiếu để tô điểm loan phòng cho những gái con xuân. Đến khi họ cất bước sang ngang, lại không một lời hỏi han từ gia. Để đôi chiếu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm ròng rã, mà nay nó còn nằm trở dưới khoang thuyền. Tôi nhổ sầu cho ghe chiếu trôi xuôi, lòng nặng triều nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sao lái, đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ giường xưa. Ôi ơi con sông Thuận Hiệp chạy ra bãi ngã thì lệ của tôi nó cũng lại láng muôn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên bến kinh Ngã Bài. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không hoài. Thì một lá trầu xanh cũng nên dở nên.
ông sợ lắm, già chờ đợi dối mắt tiền tiền dưới lỡ chiến em hò tình chiến rồi lớn quá hay luôn được ca đừng nhìn tôi cười đó cười rồi một chiều kia nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.